Kính chào cả nhà. Thì bữa nay thì em với anh Trọng đang đi vô nhà Tú Em, cũng có mua ít bột chiên giòn để nhà có tép á. Bữa nay thì trời cũng đẹp trời lắm, mưa gió bão bùng từ sáng giờ. Mà có mua cá lòi vô, cá lập vô, Tú Em nó cá nhiều lắm cho nên mua vô đặt cá chơi. Thì trước mắt cả nhà là cũng đã thấy là cái đường dây điện là anh ngay bị đường dây điện này là nó bị giật á. Đại loại giống như vậy đó, kiểu như là đường dây điện này bị đứt, cái điện là điện chia hơi từ mà cục điện vô á. Nếu mà các bạn nào mà để em nói cho rõ ràng hơn là như vậy đó, đường dây điện mà câu vô từ ngoài đường lộ mà câu vô tới trong ruộng á là chia hơi, kia cái kia bằng chia hơi á. Nó rồi cái vô đường dây điện này nó bị đứt khúc, rồi anh ngay ra nối điện rồi không cúp vào dao cho nên không may là bị mất. Do là anh ngay cũng có nhiều lần rồi, nhiều lần sửa rồi thì giờ cũng như ổng nghĩ là thằng lần này cũng như là mỗi lần cho nên là không may mắn bị mắc. Bọn em mà đang đi cái này cái lợp chạy lợp lợp à, đi đặt lợp. Đây trời mưa này, cá phi chạy dữ lắm nè. Ông chạy cái mưa thì có cá lên dữ không Tú? Có cá lên mà cái rô mà ốm ốm mà không mập. Ôi, anh gì trời. Ngày đặt hết á, chín cái lóc mấy bạn ơi, thường cái lóc đi bằng đêm nhiều, ban ngày thì mưa khi có cá phi, cá sặc rồi, cá phi cá sặc rồi vô. Kỹ cái gạt đít được chưa? Ok. Đây mất cỏ mà đắp lên nữa ha. Có chứ, mình phải để miếng cỏ đi. Để miếng cỏ vô nó cá nó vô nhiều. Ok đó. Khoảng bao lâu xong mày? Chắc khoảng chừng tiếng ngoài hồ á. Điện tiếng sau đi quay lại. Rồi. Ok. Giờ thì trong thời gian chờ đợi, bọn em đi dỡ lợp với đâu rồi? Đi thăm mày giỡn cái giỡn đặt tép. Sẵn thăm đai lưới luôn. Sáng nay trời chuyển mưa có giăng đai lưới. Mà mới có cá không nữa. Lưới nhỏ quá. Vậy trời. Hả? Lấy cái thùng chào bá vậy trời. Đặt tép mà. Qua mưa rồi chứ nhà cũng mưa quá trời luôn. Nha. Hôm qua thấy nắng nắng mà thấy im im rồi. Bữa nay sẵn tiện ăn mừng mua đôi dép 40.000 á. Đã chút xíu đất rồi đó. Dọc ở trên miền Trung nó đang bão vậy đó. Trời ơi, quay luôn mày. Trống trống trống. Lưới ơi, chính cái rô nè. Cái rô hả? Cái rô rồi. Thầm cái lưới ra ngoài mình đổ với cái giớn sau luôn đi ha. Thầm cái giớn cái lưới trước luôn đi. Cuốn vô luôn hay gì hay là để lại đi. Có con bự đấy. Quá trời. Wow, có con nhóc luôn kìa. Đừng có nghe giọng ngoài cái xuồng là nó lật cái ăn cám luôn á. Trời. Hai con hả? Ờ. Lưỡi gì đâu có chót. Biết bơi không? Đâu vậy?
hai con cá. Tại nước hơi sâu quá đó ơi, bây giờ không có cá đó. Mày thả rồi, cho cạn đó ba ơi. Trời mưa phải thả cho cạn á, cá nó mới lên. Rồi luôn, hai con luôn. Kiếm được hai con cũng nghèo rồi. Hai là ngăn thằng nhịn. Cá lọt không biết dính con nào nữa nè. Không là cá lọt ha. Giá dính rùa đi. Ô, lượng con nữa. Ba con đủ ba thằng này. Rồi nghỉ dính đi. Dính được coi. Mang mấy con này bỏ vô cái thùng nó chắc cứu. Sợ nó xảy. Rồi giờ dính thêm con nó không biết đường ăn à. Sao mập quá trời ta. Ừ, cái ô văn lưới. Con này đầu đàn này nè. Ồ, con nó bự dữ ta. Bốn con rồi à, mọi người ơi. Bây giờ không biết được chia nữa này. À. Ăn ba con thôi, còn con có một ngồi nhìn. Cảnh quá ha. Có công bằng. Bốn con cho vợ Tú một con nữa. Chán thêm hai con nữa cho hai đứa con của anh Tú nữa. Chế vừa dính vào còn gán nè. Ôi, dính đây đi con ơi. Trời chạy lên nào một con nữa rồi đó. Còn con nó kiếm cho nhau mày. Ồ, cá mà mập không ha, cá không vuông. Cá thường thằng đẻ cá nó ốm mà nhớ. Bây giờ nó đẻ rồi ấy. Sao nó cá này nó cũng nó bắt mùi cá mày. Ừ. Quá mập. Có không đại vô mình đủ rồi gì vậy? Ờ, đủ đồ ăn. Đó, lúc trước nó lên nó trong đìa nó lên nó mày còn con đẳng nữa kìa. Ôi, nhìn rồi. Đó. Cho cái ống lòng. Tại thằng thường trong đìa tới mùa khô quá mày. Nó bảy con rồi. Bảy con hả? Đây, thành quả khi tụi em nhận lưới nè cả nhà. Rồi bánh mày. Đó, ừ, vậy đó. Đó, cụ ô cả con lấy nó mập con lợn vậy. Ơ đây con nữa nè. Được rồi. Ừ, con nào con lấy nó mập như con heo vậy. Cái kêu mà cá heo đó mày, cá heo con nó mập như heo đó, nó kêu cá heo đó. Tép còn dựng đây nữa. Tép hả? Ôi tép nó xịu quá. Ba cá này thử coi. Không có gì. Chứ không cua gì ông nội, không lẽ hôm nay có cua biển. Ê, nuôi có cua biển luôn á nghe. Có luôn hả? Nhưng mà có nuôi có cua biển thôi chứ sao. Ừ, thèm có một cái là không có nuôi á. Ê. Ôi, cái này cũng bộn nè. Có con cá chặt luôn phải không? Cái chặt con này luôn rồi. Ở mình đỡ vô cái thùng kia luôn đi. Ê, đừng có lắc quá trọng. Lắc hồi học báo chó hết á. Quá đẹp. Hai con cua. Hai con luôn hả? Ừ. Ồ, hai con luôn. Nào coi giọng. 5 6 con cá sạc với mấy con ốc. Thôi áp hỏi tính nó vô đi. Thôi đúng bài luôn. Chiên chiên bột. Chiên bột hả? Ừ. Đó, cua đã. Đang ngoài. Mày đừng làm tao hồi hộp trọng ơi. Sao cua đâu đâu hồi hộp. Tao đâu biết lỗi đâu. Lao nước bên lên mày thấy nước nó cạn có đó mày lội gì cũng nổi giống như bị bơi mà hiểu có 1m2 vậy. Sao cái đuối rồi trời vậy rồi chứ em phải dục trong nước lẽ không biết nổi sao gì ai hình như nó dính nữa hay gì mà ăn nhỏ lên thử này. Ồ có thấy quẩn cái gì cái này. Ồ dính con nữa rồi. Ờ cái phi cái vậy rồi rồi con nào con lấy con nào nó mập như con bò luôn rồi. Đừng nhảy quá cũ ơi. Vậy ta dở ra từ ra ngoài nó đi. Rồi mình đi cái mình đi ra tới ngoài quay lại thêm lần nữa rồi quay ra quay vô hoài luôn á. Ờ, dính ta có nhiều đó. Ta văng cái phi ta cái là ta thăm nó cũng luôn à, nó dám để đâu.
để chết sình hết. Ai luôn á, gỡ điên luôn á. Chứ mà không làm biến không gỡ cái nó chết chật. Nè mày không gỡ rồi khi chín gắn á mày. Nó ăn cá đó ha. Gắn là nó ăn cá. Gắn gì cá? Gắn hổ hành. Hồi đó tao giăng chín cá hổ hành rồi, tao giăng cái tao làm biến gỡ để 2-3 ngày á. Cái ăn cá nó chết sình. Gắn vô búa. Rồi, không dính nè. Rồi, cuối cùng hành quả cuối cùng là đã hết. Ăn cái lạp. Hy vọng là dính nha. Hy vọng. Dính con nào như đây cũng đủ rồi. Hy vọng là dính được 3-4 con rùa đi, con chừng ký thôi. Rùa dính thì xui, nó xui lắm nha. Là không, nó dính tao bán hoài. Dính hả? Chụp luôn nữa. Thằng rùa đã thấy ra thường thường nó dính rùa mà nó cắt tên nó thả xong á chứ. Thì cái đó mấy người đó giống như là cúng rồi đó. Mình bắt mấy rùa đó mình không được ăn nữa chứ. Thấy ghê, người ta đã dám ăn đâu. Khi đầu dính rùa tiên vi không đâu. Dính nó còn cần nước thôi cũng được. Đứt khoảng 10 ký thôi nha. Ừ. Có khi nào dính vô rùa vàng không ta? Rùa, mà nó rùa hầu gom á. Ê, quá không dính, quá uy tín lắm nghe. Bây giờ cũng lâu lắm rồi mà. Hơn tiếng đồng hồ rồi. Ngoài 2 tiếng hồn khi nó vô thì sao? Ôi, thêm 2 cá phi nữa nè. Đi chơi có 2, 3, thằng mà dính có 2 con. Trời ơi, quá. Để dưới đâu đi, không có đâu quá. Xíu mà nãy. Bắt công ha. Vậy là có một thằng nhịn đó. Hay là mình lên này đi nhá, ai tao không? Đỡ một cái vấn đó nữa kìa. Dạ. Yeah. Đưa cái thùng. Đưa đây đưa cái thùng ra trong. Cái gô mập thiệt trời. Ai nói nước trời là tháng mưa mà cá ốm đâu. Cá ốm mà cá trong đìa á, nội ơi. Hả? Cá trong đìa mà dẫn như mà cái mùa tháng hạn á. Rồi nó mới ốm thôi. Trời trời gặp lại kẻ tặc nguyền nữa rồi. Quý diễn ơi. Quý diễn ơi. Đi bây diễn đi. Ba mà làm cái giò mày đó. Để chó nó ổm vào bộ què đó mày. Rồi, đâu mà làm lại coi. Vô bộ què giống ổm rồi. Làm ơi. Chứ lết đi rồi. Chó này cũng vô bộ nữa nè. Kêu nó tụi em. Sao kêu chó vô bộ què cho em coi ai, đi hai chân ai. Biểu diễn coi Ben. Biểu diễn coi chơi ai. Nó lại lắm. Test test chiên bọt nghe cả nhà. Cái cuối cùng á. Đây. Test hồi nãy mới đặt vớn. Đặt cho cả. Mới bài bên muốn chặn không? Ừ. Ê, bố cái đống đá mình ban ra cho nó bằng á anh Tú. Làm cái bàn cái này là mới làm cái chòi nè cả nhà. Đó. Che nắng lại. Để quay từ xa cái chòi cho cả nhà coi. Xuống rồi á, xuống được. Xuống cái lạnh như dưới nhẹt rồi ơi. Còn cái kho chưa hoàn thành nữa kìa. Đây, hai cái phi nãy đặt lọc đây cả nhà. Tép thì chiên bột. Luôn có nhà làm. Đây giờ nó vừa không ha. Bia thì đợt rồi là của cái cù. Bia cù của anh Tài. Đợt rồi uống còn dư. Còn món cá kho nữa. Anh Tài vừa nào mới về bển. Có mình mang cái đống gá đá này ra cho nó bằng á. Đến tao mốt nó ban cái vuông 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 đặt. Nhậu thì giống như nhậu trên núi vậy. Tao có làm lên núi nào rồi. Lên núi nhậu luôn hả? Ở Đồng Nai á. Lên chưa? Lên. Chạy với
Tăng á, khu vực cái đó, lên núi nhậu luôn. Bữa đi ăn gà gà nước vậy đó hả? À? Ừ. Cà phê nó giòn, giòn tan luôn á. Có rau, nữa giòn ngon mà. Chán nó không cắt làm hai thôi. Cắt làm hai chị? Đói, nó bự quá. Trời ơi, nhiều quá không đủ nữa đó. Hơi bột nó tan chút xíu. Một miếng rau găm, một miếng rau lắp cá, gói lại, chấm nước mắm, miếng bún nữa đi, hơi đẹp trai. Mở bờ gờ lên. Để chủ nhà uống trước đây nha. Ừ, uống trước đây. Lát đai uống con kia đi. Cũng mình ngay luôn. Mở quá đó. Đây uống em vừa rồi nha. Cái gì? Không biết mở gì rồi. Mở một khẩu cái đó coi. Đem vào đây. Đem hai cái luôn, bỏ kéo xuống. Đây, đây nhỏ mà. Cái gì? Đi hai người. Người, ừ. Người thôi cho còn lạnh ta. Người cái đất này nè. Cái đậu uống cái đã đi. Đây, hát nước á. Nhỏ phải ăn này lắm. Tết chiên bột á. Mà nhỏ ai bán này ta? Bán cái đường. Mình còn đi học á. Có người ta bán á. Bà nào bán mà bưng dài dài sớm bán miếng miếng cũng vậy nè. Bây giờ làm mày bán cũng nhẫn được vậy? Ờ, cái bà giờ ví dụ bán miếng miếng mấy ngàn đó. Miếng này cắt miếng 5 ngàn quá. Cắt 5 ngàn á. Ừ. Bán này lời lắm đó. Tết một mắt có mẹ. Tết ký 70 ngàn rồi. Cái bằng với con thẻ mình luôn á. Ừ. Dạ. Ừ. Ừ. Ngày thường mình mua thẻ có ai mua tép, sao tép nó căng đi Sài Gòn, không biết làm gì trên Sài Gòn nhé, mà mắm guốc quá. Cũng có thẻ là làm mắm guốc. Chứ tép nhiều mấy dựa cá nó căng lần tấn hoài hai tấn tép á. Như vậy trời. Chứ tải lên chở nó biết không biết làm gì, cái kia là kia nó bán mày mấy xì kịch bì không ta. Làm phải sấy khô mày nó bỏ cho mấy cái có niêm á. Nào mình ăn mấy cái mì mà có mắc tiền á. Ôi mà tép đó. Tép mà nó ăn thì nó canxi nhiều hơn bơ, nhầm người ta mua tép ra ăn khi bệnh. Ừ. À, mấy xương nữa, tại tép nó ăn nguyên vỏ luôn á mày, ăn hết trơn nguyên con luôn mà đâu có bỏ gì đâu. Gâu còn không tha nữa, búa gâu luôn. Ai mà tép độc vỏ chắc không đẳng cấp mà. Mày bắt thì vừa thôi chẳng quay. Thôi mắt lên xíu là coi. Bây giờ nặng cái trâu vậy. Đẹp. Cái này tao để ngoài này nè. Cho nó còn nóng hoài luôn. Cái mẹ chí. Đúng không? Để mà nắng là nó khỏi mất công hâm. Nóng hoài luôn. Mày quá. Chí mẹ. Cái gì vậy mày? Quay 3 vòng là được rồi, chết kia khẩn hết trơn này. Tắt mặt nó chết. Biết không chồng? Biết gì đâu. Thiệt chứ bộ. Thằng tép nó nói mình luộc rồi mình ăn cái gâu đâm á.
Ờ. Mình lấy luộc chấm như nó mềm hay sao? Chứ bột cũng đâu phải râm rồi ha. Như cái bột chứ nè. Với cái này là có bông súng rồi. Cái gì cái lá gì đó, cái lá bông súng, cái lá non non á. Gói vô đó chiên á, chiên bột á. Sáu luôn á mày. Sáu luôn á. Còn luôn uống chung. Mình cũng chín luôn uống chung hết trơn mà. Giờ còn có 5%. Bằng rồi nhé, hình luôn á, bằng cho nó bằng ra vậy, nó giờ ngọn ngọn trên đá không à. Trên hai rộng gạo cái này. Này đúng rồi, mấy loại gạo? Hai ba loại, ba loại chính xác luôn á, còn mấy loại? Ba loại rau gì, rau gì đây? Rau găm, rau đó kia mà rau gì vậy? Tập cá, rau gì đó? Ai biết cái lố mà hỏi? Không, còn loại rau gì em không biết. Ở Quế không ta? Quế đâu? Đâu có Quế đâu, rau găm với rau cá với rau còn lại là rau gì đó? Mày thấy ông Quế không? Quế. Nói về rau Quế. Nói bỏ nước bộ phim nó chiếu lại bộ phim cô bé xe quậy ấy vậy chạy thái lắm mà là cái gì đá phim hoạt hình phim hoạt hình là tao thấy ba cô gái vì sao ba cô gái thám tử cô bé xe quậy phim gấu á thấy gấu ở quậy châu vậy á đầu phim hoạt hình tôi thấy coi phim Conan Cô Nan đúng hay nữa, bên người lớn, nó bên người lớn này. Cô Nan là tao thấy bộ kiện à. Kho chấm ơn á. Tới giờ bây giờ bên gia đình siêu nhân nữa coi không. Thôi là mấy bộ phim phim lẻ không à. Hai vợ chồng con còn là mặc cái đồ siêu nhân vô rồi đi hả? Ấy không quýnh không á. Như dù bóng đá, dù cầu cá đâu cũng hay lắm nè. Rồi có cái phim mới rồi đó, phim hồi xưa Báo Hồng nè. Đó rồi, Báo Hồng đang chiếu rồi. Có Báo Hồng người ta bắt cười cái mặt đó à. Cái mặt tính với gùi chứ làm gì cái mặt cũng tính với gùi vậy đó. Mặt cái tỉnh lắm, tỉnh bơ là đang dưới rồi, Báo Hồng gian lắm. Ờ Báo Hồng với pin thực phẩm cũng khá là pin Hà Sang Yêu Tinh cũng hay lắm. Ốc Nghi á. Tại pin hoạt hình là pin lẻ á. Của Hollywood luôn cái bộ. Mấy bộ pin mà Jaco và Jelly nè, đó bây giờ nó cũng sống hoạt hình lẻ đó. Giờ là Superman đó, cũng pin lẻ. Em hỏi coi phim Conan với cô Kép Mơn à. Bộ phim tới vậy mà. Cô Giang Nan này mình phải là đọc truyện á. Nó một chuyện may lắm. Nó bị biến nhỏ lại hơn. Chứ thật sự nó rất là, nó ngoài nó lớn. Bây giờ nó ra nó tập 8 trăm mấy rồi đó. Trời ơi bây giờ nó chưa cuối nữa, 20 năm rồi. Hơn 20 năm mới về đó. Bị ông kia ấy biến nhỏ lại các bạn. Trong phim đó. Đội áo đen vậy đó. Những cô Kép Mơn á, 1.220 mấy tập rồi đó. Mày nó ở trong cái con nhỏ đó là ngày xưa là bộ đó. Gan nó vậy, gan mua ghi cứ da bai vậy đó, da bai biết cuối sao, cuối cái nó về người lớn à. Có thể là nó... Nó là ông trùm luôn đó. Có thể nó bự lên. Chuồng nó ngọt nha. Chuồng giòn mà. Vô mày sổ hoài à, cho mày ăn đó. Đó là do đang bao đục sống nó ăn. Chính nó mới ăn. Mèo á, cho đục sống nó ăn. Chó mà cái con cũng ăn. Chó cầu màu mãi, chó già nãy á, nó ăn đục sống đó. Nó dùng cá nào nó ăn, nó với mèo. Mà chó nữa nó không ăn.
cá nữa. Rất dài rất. Cái này giống như mình gọi món vậy đó. Bột chạy luộc nha cả nhà. Luộc. Cái này để ngoài nắng đi cho nó nóng hoài luôn. Thiệt bổ. Khỏi nó không hâm á. Thì giờ ta ăn cũng ăn cơm mà hồi đem rồi cơm ra. Cơm. Sao bây giờ ăn cơm rồi nhớ anh Mười đó. Nhớ anh Mười sao? Ổng ăn cơm, ổng ăn cơm bữa ổng đi nhà ổng. Anh Tài nói mà đem về là cơm rồi ra đây. Ổng từ chuyên gia ăn cơm mà bây giờ. Còn nó cắt ở nhà là cắt nhậu không mình nhậu hết nhá. Ừ. Cắt rồi hả? Rồi chưa? Rồi. Còn mốt ổng nó cắt ở nhà bên hông đó hả? Cái nhà đó, nhà nào mới vậy? Con nhà bên đây. Ổng cái đó cái trái rồi ổng dở ra một miếng rồi cái cắt rồi cái đó ổng ngồi ở chung hết ra. Ừ, ở chung ổng ở rễ luôn mà có nhà riêng cái bộ. Ủa rồi bả mấy mấy anh chị em ta vợ của anh Mười á đông lắm gì rồi đông đông đó không lẽ không có con trai sao để ở chung với ổng bả sao con trai nhiều quá con trai không biết. Cái ông đó, cái ông già già đó. Con có bà, con bà sao nữa, đừng lâm tà đá thôi, tao không biết. Ôi, ông đó cũng nhiều vợ lắm. Vậy hả? Con vô uống nước trà. Bả bà con với tôi nè. Vậy đó hả? Chưa có bằng bà con. Cái này nó bụng ăn vô, cái nó uống vô, cái nó nóng ruột. Nhà xem có xanh tan luôn. Không, ê, nấu nó làm dấu rồi nghe cũ. Cái gì? Dấu cộng. Gì thầy nấu cho mình luôn á hả? Đem về khởi một hả? Batman. Ừ, 10 nữa. 10 cái nữa. Đâu có để số lớn cho nhỏ mà. Cái này pizza là vậy có, nó có số ở đây nè. Có nói mà có số gì ba đó thì tao mới thấy á. Nó có sai. Nó làm dấu rồi chị chữ á. À cái sai giống như cho nít trời lỗi cái gì? Ừ. Không cái sai là sai số 1 là nhỏ nhất mà cái gì á. Thấy bảo nó có cái này nè. Cái này ớt ớt 18 nè. Không như size 18. Thấy không? Tao cũng 18 rồi nè. Ừ, này cần cỡ hả? Nó có chữ DC nè thấy không? Là có hãng DC mày. Đấy lộn. Cái hãng phim DC gì đó. Là nó làm theo cái hãng phim DC nè, bộ sản xuất của phim Batman này chứ gì thấy không? Ờ, Batman Superman. Quân đội Superman gì đó. The Last nữa. Là miếng rau luộc. Rau luộc này khi nào chấm mắm tôm ăn được không ta? Ừ, phải chấm cá kho á ba ơi. Cá kho đang giống nãy nó kho ra dở quá. Bạn đâu còn. Trời mẹ sửa đúng. Lại. Có cái trọng mình ăn hoài trọng ơi. Có đồ bụng chết. Trời ơi, ăn bự quá. Lời. Mày vừa ăn là ăn mà bán hồi mình no rồi sao mày ăn cá kho được. Nó tự nhiên ba hả? Mình dính có hai con. Cái lô thì dính quá trời luôn hả? Ở lúc mà điện á, nó ra nó văng, văng lưới luôn á. Tôi phải đâu, tôi thấy nước màu hơi bị nhiều. Cái ngô càng 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 lúc là càng tuột ra ngoài đó. Nó bị nghiêng á. Nó nắng là ngày hôm qua rồi đó. Sửa cái vụ lại. Thôi, cái bà này. Người lớn mới ngồi cái này nhậu được, nít ngồi đây không được đâu. Chứ sao, bị công bằng cuộc sống. Cuộc sống bây giờ cũng không hết phát triển rồi. Đi hàng nhỏ thường thường ở ngồi thẳng lưng rồi đi học á. Đi học á, cô giáo hay dạy á. Kê dữ trời. Kê ra mày. Kê đi đâu mày. Gì giống người chú sĩ không bắt nó một cái nữa. Tôi lú lại một ly. Thôi kệ. Tôi ba thằng bắt làm gì. Đó, chín rồi đó. Bắt bào là. Ê, hồi lấy đi xì gà em tôi ra hút mày. Ừ, để có hả? Có luôn. Để là giọng lấy nha. Ông đem vương gấu rồi. Chia ra thằng năm điếu
Nhà tao hút 3 điếu luôn. Rồi chú có hút với anh Tài vậy? Chú đó. Không hút rồi. Chú là một điếu như ai biết, ngồi, ngồi làm chi ba? Ăn cái đầu cá trọng, ngon. Đầu bắp bây giờ có thằng ngon nhất con cá. Nó béo béo mà nhìn. Cắt bây giờ có cái đầu không nữa. À, tép này nóng rồi đó. Tại giờ mà không nóng nữa à. Ừ. Thái dương nóng. Tung ga ha, còn bún lửa. Trời mẹ. Nè, nốt đem đi. Rồi, món món cuối cùng ra. Còn cô bình heo làm cái gì? Thôi khỏi đâu. Được rồi. Nóc cái chân này. Cá kho cả nhà ơi. Cái vụ bay dưới đây vậy. Ê, cái này ra rau này chấm với cái này là đúng bài luôn á. Để với rau ngoài thì rau không có nước. Bé không quẹt cô điếu xì gà cái ơi. Đâu quẹt lắm. Đâu quẹt kia cũng có được. Đâu cua đầu nhỏ nhá. Đầu nhỏ ở trong đó, nó đã hơn, đó. Đoạn nhỏ hút nó mới im chứ. Trời, giúp mình rõ nè, rõ nè. Chị gà nó hút một lần đứa cây không thấy nó nguyên cây gì. Không thấy đống gấu luôn á. Đầu quẹt chị gà nó kẹt, xích ra ngoài nhớ nó vô trong quá rồi. Kẹt vô trong quá. Dạ, không thấy được. Để đâu quẹt cho. Nó đụng dữ không các bạn? Đầu có đới dữ vậy. Bà có quẹ rồi nó nặng. Trời ơi, trời ơi. Cháy nữa không? Cháy giờ, cháy giờ. Cháy rồi, cháy rồi. Thôi nổ rồi. Chồng uống thuốc không ta? Chồng uống rồi. Cảm ơn anh Phương về mấy một tặng quà này nha anh Phương. Mấy đứa xì gà. Hút đi. Hút đi. Hút này xong hút lại là hai gô nhẹ hiệu nhưng bóng đúng rồi hút cái này rồi hút ba cái thuốc gói mình lại cái sao nó nhẹ đá nhẹ không quẹt để mà nắng rồi nổ ba ơi mình hút mình cầm hết hết ô thằng Nam rồi đi làm mấy cái đầu béo đi cái đầu có con phi là ngon nhất cái phi rồi đó. Uống kem hút thì gà. Uống kìa, còn nó hết lạnh luôn. À, anh nhớ. Anh ấy kem. Uống kem hút thì gà nữa. Trướng không vậy bạn? Ăn cái đồng chiên nữa chứ. Rau rồi, hành gà, rau rừng nữa. Hành vua nữa kìa. Thêm tép nữa. Tép, tép nội, hư đồng chỗ nội. Quá trứng rồi. Dấu ngoại có không ta? Thường nội với ngoại, nội là trong nước, ngoại là ở ngoài với mày. Ờ, ngoại dữ hơn. Ngoại là hàng ngoại. Hàng ngoại là ăn thua ngoại ở đâu, kia Campuchia, Thái Lan rồi đó. Kế cũng kế bên mình đó. Thì giống như người đó. Gã ăn gái nước ngoài, Campuchia cũng được nữa. Campuchia là nước ngoài rồi. Campuchia. Đây bẩm là sự vụ mà cháy Campuchia phải không ta? Không biết. Cháy mà nguyên cái dãy nhà ở thủ đô Phnom Penh cái gì đó. Trong đó có 50 mấy hộ là 69 hộ mà có 50 mấy hộ là cũng người đồng bào Việt Nam mình nè. Nam ở sống nhiều á. Thì người cái vụ bay dưới đề vậy. Đường trọng kìa. Ôi em không hút à. Làm gì hơi đi. Thôi. Thử đi. Bình thường có gì đâu không hút được. Sao? Sao cái gì? Rồi. Thuốc lá mà. Hút có hút thì bệnh chứ có sao đâu. Thuốc lá mà mày làm đi cái gì vậy? Từ từ chết chứ không phải chết liền. Ừ. Một cái két chết từ từ giờ đâu đến. Ừ. Bia rượu cũng diễn nè. Ừ. Mày hết oxy mày cũng chết nữa chậu nó thiệt á. Thôi đã vô mày. Mày đã rồi phải không?
mày hết oxy tới cái chừng 70 tuổi mày chết rồi. Oxy vậy còn là khí bụi rồi không ha? Tới 70 tuổi chết. Chưa rồi. Chưa chắc không? Ở Trung Quốc là trời không được 70 á. Thì phải làm bằng lá không ta? Lá nào nè? Lá thuốc. Lá chuối á. Chùa này giống như lúc con mới sinh mua vậy nha. Ừ. Ai cũng có mua cái vụ nha. Che. Mà ngộ thuốc này nó không có tạng mẹ gì hết trơn á. Thuốc hồi biết thì mình nhậu xong luôn mới hết. Cái này là gì ta? Uberto gì? Oliva 1995. Trời, hút là còn hạn sử dụng không trời? Hạn sử dụng từ năm 95 tới giờ hả? Không phải. Dạ. Chứ 1995 là lúc mà nó cứ... 95 là năm mới năm rồi đó, đó. Nó mới khai trường. Ừ. Nó thành lập mà... Nhà nó thành lập, không có gì vậy. Những người mai có hút mèo rồi đó. Bảo đảm cho cả nhà là từ đây tới quay clip xong mình chưa hút hết hút luôn. Cái này của bà con hàng xóm mới hút chung một điếu mới được á. Thiệt chưa bộ, điếu hút đâu có hết đâu. Cắt ra bỏ dụi. Hồi đó tao không biết á, tao mồi đầu này nè. Cái đầu này để đốt, con này để hút. Ngân ngược đời. Cái này nó trồng cho tao đâu biết đâu. Tao gì đâu có ai biết, tao móc móc cái này ra rồi mới mồi. Nó đốt ngược kia nè, đốt ngược đầu nó hút rồi kéo này xuống. Trời ơi, giống như đứa nước đưa tao hay vậy, trời đó. Nó cái... đứa nước giền gỗ kìa trời. Nó không có chỗ mời. Nó cũng vậy thôi, cái này đâu có đầu lọc đâu mà. Hút ngược. Hút ngược nó nặng còn hơn. Tại cái họng nó bự kìa nè. Hút hết cho hết ra không nữa mới được. Bây giờ sau này có người nào nói với tao nè. Ví dụ mồi á. Ai nói là tao mồi đầu này mới đúng nè. Ai nói với tao á. Ủa. Đâu cái đầu này sao mồi được. Đứng cá này cũ ơi. Cái đầu này sao mồi được, cũng mồi hoài à. Cũng đỡ nguyên luôn, không phui đổ luôn. Để nguyên đốt luôn á hả? Ừ, nó mồi hoài có vô được đâu. Chắc đừng mồi, chắc 5 phút nó mới cháy được kiểu thuốc à. Trời, nó mày nhang quá. Tiếng ca chín với mày. Chín rồi. Nó kho 2-3 lửa, 3 nước rồi. Đây nãy kho để nó màu nhiều quá, nó hơi bị đắng á. Để trộn cá kho mà chấm nước mắm. Chưa chín rồi mấy. Được rồi, không sao đâu. Làm đi đây. Hút là nửa điếu này chở gì lên á sẽ ngon, mà nửa điếu với giữa điếu này nè chở gì cái cán á sao nó có cái vị the 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 hút không quen hút được thôi ha. Có vị the 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 thiệt mà. Quên ăn đột chạy chấm cá kho nó trời. Chạy đâu có chạy con nhúc. Nhúc cái đầu mày này nhúc đâu. Cãi. Nói cho cãi mà cái gì cũng cãi. Cự liền á, cự liền. Cái này nóng còn nóng hoài luôn nha. Ăn đi vọng. Nãy kia nó mua bịch bột. Chiên tép, bột chiên tép. Ở mua acivit được không? Làm như chiên giòn trong xú không? Không? Acivit là chiên con tôm mình này được. Con này sẽ nó kết dính được. Chiên chả giò. Con này cũng hết chưa là nữa, anh em mình phê cho con tê tê luôn. Phê thì... Mấy ông hai ông cũng khuôn khuôn này cách xay cho anh đi rồi. Đó, xay tao nghĩ hút rồi. Sao mà kêu mò chi bỉ. Bên hút như đây chắc đại biến luôn á. Bấm như bấm dạ anh đại cho uống thôi, uống đủ cũng say, hút như xì gà thấy nó không say nữa, anh đừng uống cái đó nữa.
Lúc cái miếng xì gà nó còn không lấy nó tay đó rồi anh uống nó hồi đã chết. Ê bữa anh Tài về là Tú nhậu mạnh nhất nha, ai cũng nói nha. Và bây giờ anh Tài cũng nói nè, là thêm anh Hèn nữa. Anh hớ lý xe chi nữa sẽ anh Hèn tuyên bố luôn mà, anh Hèn nói tuyên bố với mày á Tài là mày không bao giờ giết được thằng Tú đâu. Tuyên bố luôn mà. Qua bữa sau mình hứng cái gì uống mạnh rồi, vui uống nhiều. Tao bị nhớ giết lên giờ ngủ luôn. Nhớ giết luôn hả? Nhớ giết luôn. Người ta nhậu tới 11 thì em luôn bữa đó. Hồi bữa nhà anh Hai ấy nhà có anh Tiền. Hết bia không ta bữa đó, uống hết bia không ta? Hết trơn luôn. Không sao đó mày. Nhưng mà sao cũng đỡ hơn 8, 8 ngủ 3 lần. Mày nhớ không? Ở đó là hả? Ờ, ngủ 3 lần luôn. Anh mời về trước, anh mời với chị Trang này về trước, ông Thiện về trước hết. Dạ hết luôn, ta có ngồi ta chủ hoài luôn. Bữa đó rồi anh Hồng. Anh Hiền. Anh Hồng anh Hồng ấy bữa mình điện với ổng mình nhớ mình đêm không? Ờ. À, sáng lên ổng điện hỏi điện gặp giờ hỏi không ăn hủ tiếu không? Cái dạ nó mới nói có anh. Cái dạ nó hỏi sao không biết ăn hủ tiếu nữa. Ổng ở nước ngoài sao đâu ổng đâu cũng biết gì vậy. Chia nhau là hút đi chứ anh đâu tôi hút là chết tôi luôn á. Có cả ngày ít đây gì trời. Hên mà hên mắt đó chút xíu đó. Bữa nhậu đây hả đâu ra? Rồi sao? Cái bữa mà nói vụ mà tao bỏ quần tôi cự cái ông Tài cũng cười quá trời cười đó. Cái mung cái vậy nó gót mà nó quần đau đó, đứa không chịu gót nó trả lại. Ờ. À, trước cửa này cái gì nè? Đây hả, nhà của thằng Tám á. Ông Tài nói gì ông cổng cũng cười hết trơn á. Vô tính mà trên đời này thì có 10 lầy đi để nó là trên đời này thì chắc có mình nên là 10 lầy rồi, không có ai nữa đâu. Vợ không nói à? Vợ không nói gì anh mười á? Ừ, thì bữa ban đêm á chiều chị đó chị có dạy ổng là không trên đời chắc mình nên ổng trừ khi là vợ con về khi già bệnh tật đồ thôi ha. Ừ. Còn ngoài ra chắc còn mạnh khỏe chắc mình nên mười biết cái vụ án đó thôi. Không phải là mình nên đâu, chắc là hơn 90% đó. Nói thì ông Tài có bất ngờ nữa. Chuyên gia anh ông Tài, ông chuyên gia ông nói mời nó mới kể không nghe mà. Người lỡ kêu cái sao gì, lúc nó bất cười nhất cái gì đó. Em búa cái em. Búa cái em. Ê mày ơi, ê mày búa cái mày. Ê mày hả? Ờ. Mày tao mà đâu có anh em đâu. Ê mày buông cái. Con vợ vẫn không chịu. Đây mày đừng có vẽ con này, mày vẽ con kia nó trọng con vẽ con nào con thôi. Ờ ăn ở lịch sử gì đó ba. Nãy giờ cái chưa ăn cá. Ờ ăn con nào ăn con thôi. Còn mấy trứng em. Nói là ăn cá là ăn trứng. Ăn gặp người lớn là người ta để ý cái vụ đó lắm á mày. Nó kiểu mà trong ăn cơm nguyên mâm á, lựa cục thịt này cái bỏ xuống. Nói chung là mày đưa đũa vô mà gấp cái nào thì đúng rồi, nhìn nhà mình nhắm, mình nhắm bên trước nè. Mày không có được ở ngoài mày nhắm trước cái không nhìn kia ha, búa liền. Nếu mà mấy người có mấy người dạng kiểu hồi xưa thôi, cổ hủ hồi xưa á là ăn con cá mà nhỏ phải vẽ từ đuôi mình vẽ tên á. Thì bây giờ nghĩ vậy chứ mà ăn mà tự nhiên mình là ăn mấy ông già mà tự nhiên mình cầm cái đũa mà lắc cái đầu mà ăn thử cái coi. Nhầm người đó đúng không? Cái đó mà đi mà hỏi vợ chắc rồi. Bye bye em đi em ơi. Bây giờ nghĩ gì chứ nữa ngày xưa. Ăn cá ớt thì nhóc luôn mà anh em ơi. Ớt ăn là chịch qua là bẻ là có. Cái ớt cái bệt. Đó bà ngoại tôi kể. Ví dụ ăn nguyên nồi thịt kho. Cái bà dì tao á, là em của bà ngoại mày. Ừ. Bà dì em bà ngoại. Ờ. Thì gấp cục thịt này cái bỏ xuống. Lúc đó tao còn nhỏ xíu rồi bà kể ngày đó đó, bà ngoại đó. Bà ngoại gột chứ cái trong kia là bà ngoại vợ nghe anh chị em. Gấp xong bỏ xuống cái gấp mày ha, gấp cục đó cái bà không kể đó, bà về tao gấp cục đó xong cái bà bỏ xuống
ông ngoại ông tóc tao á, gắp cục đó vô ăn là chút nữa gắp vô ăn, chút gắp vô ăn hết trơn. Hồi ra giờ ông quýnh đồ quýnh mà gì á, cái kiểu mà quỳ quýnh rồi dạy luôn. Ủa ai muốn đạp quên trời, thì tao mới uống á. Cái gì nãy đúng rồi, tao nó có ít quá trời. Tao mày á, tao muốn gọi bay, tao mới ăn cục miếng cá này, tao mới dễ miếng cá, tao mới từ dưới lên trên nữa nè. Quên nha. Với mày mà tao ngồi tao mới ăn ngồi đó kìa. Nãy nó nhớ là tao đúng, đúng rồi, tới mày ra là bẻ chết, lúc đó tao đang uống rồi, tao dễ miếng cá rồi luôn nè, tao dễ tao dưới lên trên nữa nè, giống như là tao nói giống như cá nãy giờ nè. Tao uống ba thằng ơi cứ gửi lộn dụng rồi, uống rồi chưa uống cái gì nữa. Ui cái vụ cự lắm. Mày cũng bị đã. Hoài vậy chứ cái tao mày không chậm có hút đâu hả? Nó không có thuốc đưa nó hút hơi chắc tai biến luôn. Chưa chưa có vợ con tai biến là mệt, tai biến mà kêu bản thân có tội hết à. Cho mày đồ nó liệt nửa người luôn, kỳ lắm à. Cả đó đang nhậu anh em kỳ lắm mà đẩy xe kỳ lắm. Để có trái ớt vào cho em. Nóc có chừng. Nữa rồi. Cũng hết trơn bánh tráng mẹ này. Ớt này nè, cũng kêu chắc gọi là ớt ớt F4 rồi. Cái chuối hả? Ừ. Không lửa rồi. Tại vì cái ớt này là một năm cái đó nó bị héo héo á, ta chặt bỏ thì ta động nó lên nè. Mua nó lên lại. Cái chuối. Trời ơi. Nó bệnh quá. Chứ cũng có sắc gì ta ta về làm vậy, thấy là làm gì không vô đi con nắng á, vô đi có cái này chưa cao được, hết mưa giờ tới nắng. Nóng mẹ đi à, nóng mà chịu được, mưa cái nó sình bùng quá trời. Ừ. Nó nhẹp đi nó khó chịu lắm, người đi trên không không à, đi cứ đứng ra là mặt trời nó chạy vô mà nó mát cái này nè kìa, mát nguyên khu vực luôn kìa, thấy không, chạy vô nó chạy cái đây nó chạy xéo qua bên kia á. Ừ, nó chạy cái đường tà lao vậy sao, tà đạo Lâm Bon hả, tà đạo Lâm Bon nè. À, nãy khỏi mình hút vô được kìa, hút biếu vừa tới say luôn. Nó nói là cho bà không cho nó đó. Trời ơi, nó hút rồi. Sao có mùi quá. Mùi gì? Có mùi lá, thuốc lá. Ờ. Cậy nó nói đụng nó đâu, ảo là mày nó đâu có dắn bằng giấy gì như thuốc mình đâu. Ừ. Dắn bằng lá thuốc không à. Cho nó bằng thuốc của mày là bằng lá thuốc, hỏi sao hút mà nó không có mùi thuốc. Nám phổi luôn. Cũng này thì không có lâu mà trời. Cái nó gì lặng đó bơi. Đậy nắp vô, đậy nắp lại uống gót. Gót lên đó đi. Hai chục quân ha.
Calibun luôn chứ nữa, ừ. Đúng không? Gấp đôi người ta ru, thôi đôi như có 10 à, cái này 20. Ừ. Là một cộng cũng cao lắm chứ, trọng 5% á. Bên đứng đầu quá. Con này nè. Thánh cơ này nè. Máy nó máy như địa chứ mà không được máy Trung Quốc lên đây. Trung Quốc nó còn mới. Máy là ba thằng nãy giờ mới nửa thùng đã vậy đó. Rồi đã nó phê, hút nước xì gà cho nó tê không ơi. Phê thuốc rồi chứ được. Xỉn mà nhà hút nước thuốc vô làm như nó thấm á vậy á. Nó mệt đó mà, còn ngủ thì. Ủa mày? Cái gì vậy? Gâu. Này của ai nhớ? Anh Phương. Cái gì vậy? Gì con? Đây chú cắn kìa. Ủa gì vậy? Con hả? Nặng quá. Đứt bởi, cắt đứt rồi. Rồi chừng văng nha, đổ nha, đổ. Ừ. Còn hai đây muốn luôn ha. Khoan, đợi em cái. Hai muỗng đi. Đợi em cái. Đậu. Đợi em cái nha. À, đang sắp mặt nè. Bữa nay nhảy lên núi á, thời tiết nó thất thường quá trên núi. Vô nhà đi con. Phải bữa nay anh có bia đó chơi mới vui, nhậu mới đã. Em đôi mạnh, đôi mạnh lắm. Rồi phút đi phút vô cầm ly bia thấy không? Đây đi kệ luôn mà. Dạ. Nhậu thấy có cầm cái thuốc nào đâu. Dạ, anh hút thuốc. Không hút thuốc, nhậu rồi thôi, nhậu được chứ không biết hút thuốc. Nhậu là uống bia được thôi chứ không chở đâu. Vậy hả? Tụi em là văn nhậu mà, cái nào làm được chứ á. Nhưng mà có rượu nhậu xỉn quá, mời á thì đi làm không nổi. Nó mệt. Uống bia thì sáng làm gì cũng được chứ, có thể nhậu nữa cũng được đó. Trời ơi, nó ổn luôn rồi kìa, nó ổn luôn kìa. Lần đầu tiên mới thấy nó ổn luôn đó. Nó cho chó ăn chè nè, chứ không phải nó ổn. Nó đang quay liếc tụi, tôi quay cho nó rồi thấy nó ổn không? Không, nó khôn nó tắt rồi, nó tắt rồi. Nó khôn nó tắt rồi. Mà nó có nó cũng liền được lại nó bỏ à. Không ăn được con ca, không ăn hết con. Dẹp đi cha đi. Đi cha dẹp đi.